cha đẻ phân bón và vũ khí hóa học, công thần hay tội đồ. Năm 1919, giới khoa học nói riêng và cả thế giới nói chung dậy sóng khi hay tin nhà khoa học người Đức gốc Do Thái Fritz Haber được trao giải Nobel hóa học. Lý do là bởi ngoài việc phát minh ra phân bón hóa học giúp thúc đẩy sản lượng cây trồng, trực tiếp giải quyết nạn đói, ông còn là đầu não chính của chương trình phát triển vũ khí hóa học cho nước Đức trong Thế chiến thứ nhất. Từ trường hợp của ông, cả thế giới bắt đầu run sợ nhận ra một sự thật rằng đôi khi chính những nhà khoa học mới là những cỗ máy tàn sát chất lượng nhất hơn bất cứ một đội quân hay một món vũ khí nào. Đời tư buồn không ác đổi tài năng. Fritz Haber sinh ngày 9 tháng 12 năm 1868 ở Breslau của nước Phổ, nay là Wroclaw của Ba Lan, trong một gia đình Do Thái khá giả. Cha của Fritz là một thương gia nổi tiếng chuyên kinh doanh thuốc nhuộm, sơn và dược phẩm. Mẹ Fritz qua đời 3 tuần sau khi sinh ông được gửi đến ở với dì. Khi Fritz khoảng 6 tuổi, cha ông tái hôn. Điều lạ là mặc dù mối quan hệ của Fritz với cha rất xa cách, nhưng ông lại rất thân thiết với mẹ kế và các em khác mẹ. Nhờ một sắc lệnh quan trọng ngày 13 tháng 3 năm 1812 xác định rằng người Do Thái được đối xử như một công dân nước Phổ, các thành viên gia đình Haber đã có được sự tôn trọng trong cả kinh doanh, chính trị và luật pháp. Fritz học tiểu học tại trường Johannium, một trường học đồng thời mở ra cho các học sinh công giáo, tin lành và Do Thái. Fritz Haber tốt nghiệp trung học St. Elizabeth tháng 9 năm 1886. Mặc dù cha muốn ông làm việc trong công ty nhuộm, nhưng Fritz lại thuyết phục để được học hóa học tại Đại học Friedrich Wilhelm ở Berlin, nay là Đại học Humboldt. Kỳ thi thất bại, số điểm mà Fritz Haber đạt được chỉ có thể giúp ông vào Đại học Heidelberg trong kỳ học mùa hè năm 1887. Sau đó ông trở về Berlin, đến học trường cao đẳng kỹ thuật của Lugenburg, nay là Đại học Kỹ thuật Berlin. Vào mùa hè năm 1889, Fritz Haber rời trường đại học để thực hiện nghĩa vụ quân sự trong một năm. Hết thời hạn, ông trở về Charlottenburg làm học trò của Karl Liebermann. Ngoài các bài giảng của Liebermann về hóa học hữu cơ, Haber còn tham dự các bài giảng của Odowitz về thuốc nhuộm. Thầy Liebermann đã giao cho Haber thực hiện các phản ứng với piperonal cho đề tài luận án của mình, được xuất bản dưới tên Về một vài dẫn xuất piperonal vào năm 1891. Fritz Haber nhận bằng từ Đại học Friedrich Wilhelm vào tháng 5 năm 1891. Sau đó ông trở về Breslau để làm việc tại doanh nghiệp hóa chất của cha. Dù cả hai không hợp nhau trong công việc, nhưng thông qua các mối làm ăn của cha, Fritz Haber đã có cơ hội tham gia một loạt chương trình học nghề thực tế tại các công ty hóa chất khác nhau để tích lũy kinh nghiệm. Hứng thú nổi lên sau những lần thực tế, ông thuyết phục cha mình cho học một kỳ học tại Đại học Bách Khoa ở Zurich, nay là Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ. Đến mùa thu năm 1892, Haber đã trở lại Breslau để tiếp tục làm việc trong công ty của cha mình, nhưng hai người lại tiếp tục đụng độ và cuối cùng, hai cha con đường ai nấy đi. Miệt mài nghiên cứu. Sau đó Haber làm trợ lý độc lập cho Ludwig Nohr tại Đại học Jena từ 1892 đến 1894. Trong thời gian này, ông cải đạo từ Do Thái sang Lutheran. Haber cùng với Karl Engler, một giáo sư hóa học tại Đại học Karlsruhe, nghiên cứu về công nghệ nhuộm và vật liệu tổng hợp cho dệt may. Nhiệm vụ của Haber là kiểm tra sự phân hủy nhiệt của hydrocarbon. Bằng cách phân tích định lượng cẩn thận, ông xác định rằng độ ổn định nhiệt của liên kết carbon-carbon lớn hơn so với liên kết carbon-hydro trong các hợp chất thơm và nhỏ hơn trong các hợp chất aliphatic. Haber được bổ nhiệm là một private docent, một cấp rất cao trong hệ thống phân cấp giảng viên chuyên về nhuộm tại Viện Bonte. Năm 1896, Viện hỗ trợ ông đi thực tế đến Silesia, Sachsen và Áo để tìm hiểu về những tiến bộ trong công nghệ nhuộm. Năm 1897, Haber đi tiếp một chuyến đến Karlsruhe để tìm hiểu về sự phát triển trong điện hóa học. Ngay lập tức, ông đã có hứng thú và nghiên cứu trong liền 2 năm. Thời gian ở Karlsruhe, Haber cùng cộng sự giải thích về mặt lý thuyết, các bước trong quy trình in dệt. Các cuộc thảo luận với giáo sư Karl Engler cũng thúc đẩy Haber giải thích quá trình tự oxy hóa bằng thuật ngữ điện hóa, phân biệt giữa tự động hóa, khô và ướt. Các cuộc kiểm tra của ông về nhiệt động lực học của phản ứng chất rắn đã xác định rằng định luật Faraday giữ cho quá trình điện phân muối tinh thể. Công trình này đã dẫn đến một cơ sở lý thuyết cho điện cực thủy tinh và đo điện thế điện phân. Haber cũng nghiên cứu tính thụ động của kim loại phổ biến và ảnh hưởng của dòng điện đối với sự ăn mòn kim loại. Ngoài ra, ông còn xuất bản cuốn sách thứ hai của mình, Nhiệt động lực học của các phản ứng khí kỹ thuật, 7 bài giảng năm 1908, sau này được coi là mô hình chính xác và hiểu biết quan trọng trong lĩnh vực nhiệt động hóa học. Cha đẻ của phân bón hóa học.
Khi đó, tại châu Âu, các nước công nghiệp phát triển đang đối mặt với thử thách nuôi sống dân số đang tăng với tốc độ phi mã. Năm 1898, William Crookes, Chủ tịch Hiệp hội Anh cho sự tiến bộ của khoa học, đã kêu gọi các nhà nghiên cứu hóa học tìm ra giải pháp sản xuất phân bón nitơ nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực. Năm 1909, Fritz Haber, với kiến thức về nhiệt điện phân vốn có, đã phát hiện ra phản ứng hóa học của nitơ và hydro sẽ tạo ra ammoniac, thành phần chính của nitrogen, làm cơ sở cho sản xuất phân bón nitơ. Tháng 7 năm 1909, công ty hóa chất lớn nhất của Đức BASF đã tài trợ cho kỹ sư hóa học người Đức Carbosch để mà phát triển sản xuất ammoniac quy mô thương mại. Tuy nhiên, quá trình này không hề dễ dàng. Như Haber đã phát hiện, sản xuất ammoniac phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất cao. Vì vậy, việc cần làm đầu tiên là phát minh ra các máy móc cần thiết để đáp ứng những điều kiện sản xuất khắc nghiệt. Năm 1914, Bosch đã chế tạo thiết bị có chiều cao 26 feet và có thể sản xuất 198 pound ammoniac mỗi giờ. Chẳng bao lâu sau khi nhà máy được xây dựng, Thế chiến thứ nhất bắt đầu, các nhà máy được sử dụng để sản xuất nguyên vật liệu nổ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Đức cố gắng để giữ bí mật quy trình Haber-Bosch. Tuy nhiên, trong cuộc đàm phán tại Versailles, nước Pháp, Bosch, lúc này là một thành viên của nhóm đàm phán của Đức, đã cung cấp cho chính phủ Pháp các chi tiết kỹ thuật để xây dựng nhà máy Haber-Bosch riêng của họ. Người Pháp bắt đầu sản xuất ammoniac trong đầu những năm 1920, ngay sau Anh và Mỹ. Những tiến bộ trong sản xuất ammoniac đã giúp tăng đáng kể sản lượng của các loại cây trồng ngũ cốc để cung cấp thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Trong vòng 70 năm, sản lượng ngô của Mỹ đã tăng lên 6 lần nhờ vào nguồn cung có sẵn của nitơ. Thế giới đơn giản là không thể sản xuất nông nghiệp mà không có phân bón nitơ, và đó là những đóng góp của Fritz Haber và Carl Bosch. Con ác quỷ của Thế chiến. Trong Thế chiến thứ nhất, Fritz Haber cùng với 93 nhà khoa học khác đã ký vào lời tuyên thệ trung thành với nước Đức. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển vũ khí hóa học phi đạn đạo và được thăng cấp đội trưởng, làm viện trưởng viện hóa học trong bộ chiến tranh. Ngoài việc lãnh đạo các đội phát triển khí clo và các loại khí chết người khác sử dụng trong chiến tranh chiến hào, Haber cũng đến thăm các mặt trận để hướng dẫn binh sĩ cách dùng. Và rồi điều gì đến cũng đã đến. Ngày 22 tháng 4 năm 1915, ở thành phố Ypres, nước Mỹ, quân đội Đức đã tung ra 6.000 thùng chứa 150 tấn hóa chất chlorine, và gió đã thổi khí độc đó vào vị trí của quân đội đối phương, tràn vào chiến hào và lô cốt của quân đội Anh và Pháp. Gần như ngay lập tức, những người lính Anh, Pháp, Algeria sau khi hít phải khí màu vàng ấy đều ho sặc sụa rồi ngạt thở. Một lính tiếp vận người Canada may mắn thoát chết kể lại với các bác sĩ quân y: "Tôi không biết nó là gì, nó khiến cho phổi tôi như có lửa và họng tôi như bị ai đó xé toạc ra. Tôi nghĩ nếu tôi ở lại chừng 1-2 phút nữa thì có lẽ tôi khó sống vì không thở nổi." 8 giờ tối, khi đám mây màu vàng đã tan hết, các bác sĩ quân y cùng một số lính lên xem. Trước mắt họ, trong các chiến hào là những xác chết ngổn ngang, tổng cộng gần 6.000 lính ở vị trí phòng thủ Ypres, không ai sống sót. Đến tháng 8, khí Phosgene lại được đưa vào sử dụng ở mặt trận phía Tây, giết chết 1.500 quân đồng minh chỉ trong 40 phút đồng hồ. Để trả đũa, đồng minh cũng lao vào cuộc chạy đua sản xuất khí độc chống lại lính Đức. Cho đến khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, bằng sự đầu hàng của người Đức, đã có hơn 100.000 lính của cả hai phe chết vì khí clo, khí Phosgene và khí mù tạt. Bản thân Haber cũng giúp phát triển mặt nạ phòng độc để có thể chống lại các loại khí đó. Một đội quân đặc biệt được thành lập mang tên Trung đoàn Tiên phong 35 và 36 dưới sự chỉ huy của Otto Peterson, còn Haber cùng với Friedrich Kessbaum làm cố vấn. Haber tích cực tuyển dụng các nhà vật lý, nhà hóa học và các nhà khoa học khác để chuyển đến đơn vị này. Trong các nghiên cứu về tác dụng của khí độc, Haber lưu ý rằng việc tiếp xúc với nồng độ thấp của khí độc trong một thời gian dài thường có tác động tương tự với khi tiếp xúc với nồng độ cao trong một thời gian ngắn. Ông thiết lập một mối quan hệ toán học đơn giản giữa nồng độ khí và thời gian tiếp xúc cần thiết. Mối quan hệ này được gọi là quy tắc Haber. Dù các loại khí độc đã giết chết không biết bao nhiêu người trong chiến tranh, nhưng Haber vẫn bảo vệ chiến tranh khí độc, phản bác lại những cáo buộc cho rằng nó vô nhân đạo. Trong những năm 1920, các nhà khoa học làm việc tại viện của ông đã phát triển công thức khí cyanua, zircon A, từng được sử dụng làm thuốc trừ sâu, đặc biệt là chất khử trùng trong các cửa hàng ngũ cốc. Giải Nobel bị trao nhầm. 11 giờ trưa ngày 11 tháng 11 năm 1918, lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực. Thế chiến thứ nhất chấm dứt, nước Đức đầu hàng. Nghe tin sẽ bị bắt vì tội ác chiến tranh, Haber trốn sang Thụy Sĩ, nhưng vài tháng sau, ông ta quay lại nước Đức vì tin đồn được khẳng định là vô căn cứ. Đến tháng 11 năm 1919, Haber được trao giải Nobel hóa học về công trình nghiên cứu tổng hợp ammoniac. Quyết định của Hội đồng Nobel đã gây ra những cuộc tranh cãi bất tận
về vai trò của Haber trong Thế chiến thứ nhất. Thậm chí có hai nhà khoa học người Pháp được trao giải Nobel đã từ chối vinh dự này để phản đối Haber. Họ tuyên bố, bằng cách trao giải Nobel hóa học cho tên sát nhân hàng loạt, giải Nobel đã tự mình làm mất đi đạo đức và danh dự cho những người cùng nhận lãnh nó. Sau chiến tranh, Haber tiếp tục ủng hộ quê hương bằng cách nghiên cứu lấy vàng từ nước biển, một công trình mà ông ta hy vọng sẽ giúp nước Đức trả hết nợ trong chiến tranh. Tuy nhiên, việc nghiên cứu thất bại vì chi phí bỏ ra để thu hồi 1 ounce vàng từ nước biển có thể mua được 3 ounce vàng ngoài thị trường. Cuối đời không trốn dung thân. Sau khi thông tin về cuộc tấn công bằng khí độc tại Ypres lan truyền trên mặt báo, bà Clara Imewa, vợ Haber, cũng đồng thời là một nhà hóa học tài ba, đã có những cuộc tranh cãi nảy lửa với chồng về phương diện đạo đức ngay trong bữa tiệc mừng ông được thăng chức Viện trưởng Viện Hóa học. Theo những người có mặt trong buổi tiệc ấy, bà Clara Imewa đã lớn tiếng, giết người hàng loạt bằng khí độc là một tội ác dã man và khủng khiếp nhất trong số những tội ác. Đó là hành vi man rợ, phá vỡ mọi quy luật cuộc sống. Nó đã khiến cho trật tự thế giới bị đảo lộn. Tuy nhiên, Haber vẫn cương quyết bảo vệ quan điểm của mình với luận điệu thời bình nhà khoa học thuộc về nhân loại, nhưng thời chiến họ thuộc về đất nước của họ. Xấu hổ và tuyệt vọng, ngày 2 tháng 5 năm 1915, chỉ hơn một tuần sau vụ tấn công bằng khí ở Ypres, bà Clara tự sát ngay trước mặt đứa con trai 13 tuổi, Hermann Haber. Bất chấp cái chết của vợ mình, Haber vẫn bình thản trở lại với công việc nghiên cứu các loại vũ khí hóa học mới. Ông kết hôn với người vợ thứ hai, Charlotte Nathan năm 1917 tại Berlin, nhưng rồi mâu thuẫn đã nổi lên, cặp đôi ly dị 10 năm sau đó, nguồn cơn vẫn nằm ở việc ông phát triển vũ khí hóa học. Khi Đức có đạo luật không cho phép bất kỳ một người Do Thái nào được làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức dân sự, Haber vẫn được miễn trừ bởi những chiến công trong Thế chiến thứ nhất. Tuy nhiên, ông cũng tiên liệu được số phận mình nên đã từ chức Viện trưởng Viện Hóa học. Haber rời Dahlem vào tháng 8 năm 1933, lang thang khắp Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ một thời gian ngắn. Đi đến đâu, ông cũng bị công kích xa lánh, tất cả cứ thế bào mòn sức khỏe của ông. Một số nhà khoa học thấy tình cảnh thảm thương của ông, quyết định gác lại quá khứ để cứu người hoạn nạn. Haber chính thức được mời đến Cambridge, nước Anh để làm việc. Trong thời gian ngắn ngủi tại đây, nhà phục quốc Do Thái Chaim Weizmann đã đề nghị ông làm giám đốc tại Viện Nghiên cứu CF, nay là Viện Weizmann ở Rehovot, Palestine. Ông chấp nhận và đến Trung Đông vào tháng 1 năm 1934, nhưng đi được nửa đường thì qua đời vì bệnh suy tim trong một khách sạn ở Basel, Thụy Sĩ. Anh hùng hay tội đồ? Nhiều năm sau khi Haber qua đời, cái tên của ông vẫn tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi. Hành động của Haber bị cả Anh lẫn Pháp tố cáo là tội ác chiến tranh. Họ gọi Haber là tiến sĩ tử thần, trong khi người Đức vinh danh ông là cha đẻ của chiến tranh hóa học. Trong phòng làm việc của Haber có một bức ảnh chụp một đám mây khí clo với dòng chữ: "Tôi chỉ muốn làm hết giới hạn của mình." Một số nhà khoa học cho rằng phát minh tổng hợp ammoniac của Haber đã cứu hàng trăm triệu người thoát khỏi nạn đói bằng cách cung cấp cho thế giới một công nghệ sản xuất phân bón dồi dào. Nhưng ngược lại, nhiều nhà khoa học gọi Haber là một anh hùng và cũng là một sát nhân, kẻ đã thể hiện năng lực để nuôi dưỡng cuộc sống, đồng thời cũng chính là kẻ đã hủy diệt đi cuộc sống. Ngay cả người bạn thân của Haber, Albert Einstein cũng nói, cuộc sống của Haber là một bi kịch. Trong anh ta có cả một vị thánh và một con quỷ. Anh ta sáng tạo và phá hoại. Lịch sử chẳng có cách nào để có thể dễ dàng đánh giá tội lỗi và đóng góp của anh ta. Haber mất rồi, nhưng bóng ma của ông thì vẫn còn ở đó. Khi Thế chiến thứ hai nổ ra, một lần nữa phát xít Đức lại dựa trên những công trình nghiên cứu của Haber về vũ khí hóa học để cho ra đời khí Zyklon B, loại khí khét tiếng được sử dụng trong các trại tập trung giết chết 11 triệu người Do Thái. Có thể nói Fritz Haber là hiện thân của cả hai mặt, thiên thần và ác quỷ trong một nhà khoa học vĩ đại. Ở mặt thiên thần, ông đã giúp cho cả tỷ người trên thế giới thoát khỏi nạn đói. Nhưng đến một lúc nào đó, khi bản ngã ác quỷ đang nổi lên, khi những ranh giới giữa đạo đức và lợi ích dân tộc bị lu mờ, ông cũng sẵn sàng đẩy hàng triệu người vào chỗ chết và khiến hậu thế lúc nào cũng phải nơm nớp với nỗi lo mang tên vũ khí hóa học. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!